mà người trong gương lại chính là lão Ngô. Lúc này ông ấy đang cúi đầu, sắc mặt xanh mét, gương mặt còn xuất hiện những vết loang màu xám cho, giống như đã chết, hơn nữa nhìn qua giống như đã chết được 2 đến 4 giờ. Nhưng tôi và lão Ngô tách ra không quá 1 giờ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ đã vi phạm quy tắc? Lúc tôi đang mải suy nghĩ, lão Ngô phía sau chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy môi ông ấy xanh mét. Một giây sau, ông ấy đột nhiên mở mắt ra, môi khẽ nhúc nhích, nhưng tôi lại không nghe rõ ông ấy đang nói cái gì, giống như đang nói chạy. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, liền dùng hết sức chạy lên lầu, tiếng bước chân phía sau rời rạc giống như một cỗ thi thể. Trong lúc bối rối, tôi phát hiện mình hình như đã đếm nhầm bậc thang. Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng thi thể lão Ngô đang ở phía sau, tôi không thể quay lại được. Lúc tôi đang nghĩ cách để đối phó, trên lầu đột nhiên truyền đến âm thanh. Hoàn tử, lão Ngô, tại sao lại là lão Ngô? Thi thể lão Ngô, không phải đang đi theo phía sau tôi sao? Tại sao lại có tiếng nói của ông ấy ở trên lầu? Tôi thử bước lên trên lầu một bước, thật kỳ lạ, tiếng bước chân phía sau đã biến mất. Hoàn tử, có phải là ngươi không? Ta là lão Ngô đây, ngươi nói gì đó đi. Tôi cũng không bởi vì nghe được thanh âm quen thuộc mà lới lỏng cảnh giác. Ngươi lên đây đi, ta là lão Ngô, sao ngươi không nói gì? Ta nhìn thấy ngươi rồi, ngươi đang ở dưới lầu, mau lên đây. Giọng nói của lão Ngô vang lên hết lần này đến lần khác. Tôi phát hiện ông ấy vẫn luôn đứng yên một chỗ, gọi tôi lên trên đó. Chẳng lẽ ông ấy cũng bị quy tắc khống chế, ví dụ như không thể xuống lầu chẳng hạn. Hoàn tử, mau lên đây đi, ở trên này an toàn, mọi người đang chờ ngươi trên lầu, chỉ thiếu mình ngươi, mau lên đây. Tôi hít sâu một hơi, không để ý đến âm thanh trên lầu, quay đầu đi xuống dưới. Tôi quyết định trở lại tầng 7 một lần nữa, tôi chắc chắn vừa rồi đã đến nhầm bậc thang. Hoàn tử, ngươi không được đi xuống đó, dưới lầu đều là ác quỷ, sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Thanh âm phía sau dần dần không còn giống giọng điệu của lão Ngô nữa, mà trở nên vô cùng quỷ dị, không ngừng truyền đến thanh âm móng tay cào xuống đất. Xem ra tôi đã đoán đúng, thứ trên lầu này đã biến thành người quen của tôi để dụ dỗ tôi vào bẫy. Chỉ là hắn không ngờ thi thể lão Ngô luôn đi theo phía sau tôi, cho nên chỉ khiến cho tôi thêm cảnh giác, làm sao còn dám lên lầu chứ. Nghĩ đến thi thể lão Ngô và lời nói qua khẩu hình của ông ấy, chẳng lẽ ông ấy đang cứu tôi? Tôi một lần nữa đi đến tầng 7 để xuất phát lại. Lần này không những rất thuận lợi, thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân kia nữa. Sau khi tôi đi đến tầng 9, nơi này bày biện vô số những cây nến, ở giữa đặt một cái đền thần. Tôi cẩn thận tránh những ngọn nến này, đi tới trước đền thần. Vị thần trong đền này tôi chưa từng thấy qua. Đương nhiên tôi không am hiểu về các loại tôn giáo cho lắm. Thần Phật trong chùa gương mặt đều rất hiền lành, mà bức tượng trong đền thần này lại dị thường kỳ quái. Tượng thần này lại đeo mặt nạ, ở dưới mặt nạ nửa bên trái là vẻ mặt từ bi, nhưng nửa bên phải mặt nạ lại giữ tận hung ác. Thứ đang cầm trong tay cũng làm cho tôi sợ hãi. Trong tay bên phải đang cầm trái tim, mà trong tay trái lại không cầm gì cả. Lòng bàn tay có một cây đinh cắm ở giữa, giống như đang chịu hình phạt. Tạo hình như vậy làm cho tôi liên tưởng đến Phật ma, rốt cuộc có nên bái hay không. Trong lưu hương trước đền thờ cắm 4 cây hương đã cháy hết. Người xưa từng nói, dân gian có một câu tục ngữ gọi là thần tam quỷ tứ. Nói cách khác, bái thần phải cắm 3 nén nhang, nếu bái quỷ thì dâng 4 nén nhang. Bên trong lưu hương trước mắt có 4 nén nhang, xác suất là quỷ khá lớn. Vậy ai sẽ cúng bái hương khói đây? Không quản được nhiều như vậy, nếu không phải là thần, vậy bây giờ rời đi là chuẩn rồi. Ngay khi tôi vừa xoay người rời đi, phía sau liền truyền đến tiếng khóc. Má nó lại chơi trò thao túng tâm lý này. Không được, tôi còn phải lên lầu 17 tìm đồng đội, tìm hiểu chân tướng việc sư phụ mất tích. Tiếng khóc phía sau càng lớn, khóc đến mức khiến tôi tâm phiền ý loạn, hai chân nhũn ra. Tôi chỉ đành xoay người đi tới đó, tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc, mới phát hiện tiếng khóc này là từ trên người tượng thần phát ra. Lúc này mặt tượng thần có chút méo mó, nửa mặt hiền lành bên trái rất ai oán, mà bên kia càng thêm hung ác, răng nanh còn biến thành màu đỏ, cảm giác như đang ức hiếp mặt nạ bên trái. Ông biết nói chuyện sao? Vừa dứt lời, tượng thần ở nửa mặt nạ bên trái đột nhiên mở miệng nói chuyện, giúp ta. Ông là ai? Ta là Lâu Thần, cầu xin người giúp ta. Lâu Thần, từng nghe qua Táo Thần, Sơn Thần, đây là lần đầu tiên nghe nói có Lâu Thần, đây là nghề nghiệp mới nổi gì vậy? Ta là Lâu Thần của tòa nhà chết, nhiệm vụ chính là bảo vệ sự an toàn của tòa nhà này. Nhưng sau khi tòa nhà này bị ác quỷ chiếm cứ, sức mạnh của ta càng ngày càng suy yếu, ác quỷ rất giỏi lừa gạt người khác. Ta chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại để đặt ra các quy tắc cho tòa nhà này.
như vậy mới có thể hạn chế việc ác quỷ hãm hại con người. Nhưng theo năm tháng, những ác quỷ dần chiếm lấy cơ thể ta. Nếu không còn ai giúp ta, ta rất nhanh sẽ bị ác quỷ nuốt chửng. Vậy quy tắc cân bằng tòa nhà chết cũng sẽ không có chỗ tồn tại. Nói xong ông ấy lại khóc lên. Không có quy tắc áp chế ác quỷ, vậy tôi và đồng đội ngươi làm cái gì bây giờ? Ta bị ác quỷ ăn mòn, cho nên không cần ngươi quỳ lại. Ngươi chỉ cần thắp cho ta 4 nén nhang là được. 4 nén nhang? Tại sao 4 nén nhang mà không phải là 3 nén? Ngày xưa tế bái chỉ cần 3 nén hương là được, nhưng hiện tại ta bị ác quỷ ăn mòn, cần càng nhiều lực lượng. Có phải ngươi muốn lên tầng 17 tìm bạn của ngươi? Tôi sửng sốt một chút, sao ngay cả chuyện này ông ấy cũng biết? Có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vóc dáng cao lớn vạm vỡ đi vào tầng 17. Đó có phải là bạn của ngươi không? Nghe đến đây tôi không bình tĩnh được nữa. Người mà ông ấy đang miêu tả chính là Mã Đại Lưu. Ông, làm sao ông biết được? Ông nhìn thấy ông ấy rồi sao? Ta là Lâu Thần. Trong tòa nhà này có người nào vào ta đều biết. Vậy ông đã từng nhìn thấy một người trung niên khoảng 1 tháng trước tới tòa nhà này chưa? Tôi lập tức dò hỏi tin tức của sư phụ. Nếu ông ấy là Lâu Thần, vậy nói không chừng ở chỗ ông ấy có thể tìm được tin tức có liên quan đến sư phụ. Lâu Thần thoáng suy nghĩ một hồi. Đúng là có. Người đó rất lợi hại, tránh được rất nhiều chướng ngại vật, trực tiếp đi lên lầu 17. Sau đó thì sao? Ông ấy đã đi đâu? Ông ấy còn sống không? Mặt nạ ở nửa bên phải của tượng thần bắt đầu động đậy. Mặt nạ bên trái phát ra tiếng kêu thống khổ. Mau, tên kia sắp thức tỉnh rồi. Hãy mau thắp hương lên. Nếu đợi hắn tỉnh lại, ta sẽ bị hắn nuốt chửng mất. Lúc này tôi không thể suy nghĩ nhiều được nữa. Tôi phải giúp ông ấy. Bởi vì ông ấy biết tung tích sư phụ của tôi, tôi cũng không biết sau đó sẽ xảy ra hậu quả gì nữa. Sau khi thắp hương xong, hương khói trực tiếp bay về phía mũi của tượng thần bên trái. Đi vào bên trong, mặt nạ ác quỷ nửa bên phải dần dần không còn động tĩnh gì nữa. Ông vẫn ổn chứ? Ta cần thời gian để hấp thu. Tiếp theo ngươi hãy lên lầu. Chỉ cần nhìn thấy tượng thần của ta, nhớ hãy thắp hương cho ta. Lâu Thần, ông chờ một chút. Ông còn chưa nói cho tôi biết tình hình của sư phụ tôi. Lâu Thần không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có. Tôi buồn bã ném bật lửa trong tay đi. Đây là cái gì? Tượng thần nửa bên phải đã thay đổi tư thế, giống như muốn đâm xuyên qua trái tim của mình. Thật đúng là kỳ quái. Nhưng hiện tại Lâu Thần ngủ thiếp đi rồi, tôi cũng không thể hỏi tiếp được. Chỉ có thể chờ ông ấy tỉnh lại rồi hỏi tiếp. Tôi quyết định đi tiếp lên tầng trên. Rất nhanh đã lên đến tầng 10. Tôi nhìn thấy 2 căn phòng nhỏ, một màu đỏ và một màu xanh lá. Điểm kỳ quái chính là trên cửa lối thoát hiểm màu đỏ có viết 2 chữ nguy hiểm, trên cửa lối thoát hiểm màu xanh lá lại viết 2 chữ an toàn. Tôi nhớ rõ quy tắc lúc trước ở dưới lầu rõ ràng nói phòng an toàn là màu đỏ. Rốt cuộc là tình huống gì đây?